Kỳ lắm. Ôi ơi. Nghe vụ mà ông nói mày núi Bà Đôm không? Dạ. Ông nghe vụ kể núi Bà Đôm không? Dạ, ông đem mấy xe đò đi ra chạy ra 3 giờ sáng, 1 giờ sáng đó. Dạ. Ủa mới ngang đó, chợ đắp mồ và ẩm bò ngang cái đường đó. Bằng chiếc xe đò luôn. Núi cấm này nè. Ôi. Mà chỗ Lâm Viên, mấy Lâm Viên núi cấm không? Là khúc núi Bà Đôm. Bò ngang đường nè. Khúc núi Bà Đôm ôm đó hả chú? Ừ, ngang đó bò ngang ban đêm mà mấy ông xe đò, nghe ông Thành chạy xe đò, ông kể tôi, ông mà mình tao ban đêm tao chạy xe đò, tao đắp, tao nói thì tao thà cái đèn trước nè. Mấy đèn xì nữa. Ông bữa nay bụng mấy việc cộng đắp mô, hồi đó chào việc cộng nghe đó. Dạ. Bò ngang đường chừng mấy tiếng hồ mới thấy tôi tấm lỏng đường lần lộ. Đi trong đi. Trong rồi bán cái ăn nó còn cặp. Hả? Bán cái ăn. Ừ, trong đó là đường nuống cắm đó. Lúc làm ở đường ừ. Đó. Ừ, đúng không? Thì mấy dân cộng ta đi gãy ta biết hết trơn. Thấy hoài à. Thấy hoài à đường đó. Thì ông này cũng nói quay cái hổng cái bà nào bà bãi giác đó. Dạ. Bà Tinh Biên đó. Ở đó cũng thứ dữ đó. Cái núi ngoài đó cũng cắm. Núi chỗ Tinh Biên đó, chỗ vừa ngõ mấy thành đó, núi gì chú? Hả? Nghe con đi chưa cây đó, mới gặp đồ ngoại nó bỏ luôn về. Hai thằng đứng trứng hàm luôn. Gì ghê vậy? Ừ, cưa cây nó cưa gọi sao mà sáng thì gặp hai cây cây băng trời. Nhìn lên gặp hai đậu ngắn chảnh á. Nằm chảnh á. Đứng thỉnh lên như này hai con. Ừ, ghê quá. Ừ, là trứng hàm chân là đồ ngoại bỏ luôn. Là anh gặp thiệt luôn hả? Không, mấy thằng em á, chứ em đâu có gặp con. À, là cái anh em của anh đi đúng cây. Dạ. Rồi mình hai anh đó gặp một cái cây đứng hay sao anh? Hai con rắn á, đứng sững vậy nè, hai con đứng lên vậy nè. Cái nó nói sao cây cưa gọi chứ không có hai cây cũng sững đã trời. Nhìn lên gặp hai con rắn. Trời ơi. Là bự dữ lắm anh, bự dữ bị lớn anh. Ừ, nó như là hai cái cây mà. Dữ hơn cái đồng phi đó. Nó giận lên là tưởng hai cái cây nhìn lên là hai con rắn. Rồi trứng hàm lết không á. Là câu chuyện có thiệt luôn hả anh? Thiệt, bữa nào là thằng em tôi nó làm lăng ở rồi chú mời á. Là nó kể là bữa đó nhìn là đồ ngày đó, đồ ngày nó máy cưa nó bỏng nó bỏ trong trên đó nữa. Là hiện bây giờ còn nó bỏ luôn hả? Ừ. Là chắc hôm nào em anh nữa cho em số điện thoại của anh đó nha, em tìm anh đó rồi xong anh em lên đó quay một cái clip để coi có đồ nghề anh còn đó không. Đồ nghề anh đi lấy rồi, sợ gì mình ta không đi lấy bo của anh ta. Không nói bỏ luôn. Bỏ luôn cái gì mà bỏ, không bỏ luôn, cũng người khác đi lấy à. Vậy hả? Rồi sao không còn đâu? Ổng nó nói là nó còn bỏ luôn nghề chính đó. Trời ơi. Bỏ thì bỏ một thời gian thôi, ai mà bỏ hoài đi. Ý con nói là đang sợ, không chưa dám lên đâu. Thì đó là cũng kêu người khác đi, đi sát chim, đi chim gì đó. Chú bây giờ kêu chú lên lấy chú có đi không? Thì tôi khơi là cũng đi được. Khơi. Bình thường mình chào phát đổ đi anh. Bây giờ kêu anh đó mướn chú nè. Rồi đi không? Đi. Thì mới thì cũng không dám vô đâu, sợ nó quay vô một mình là nó chết luôn ấy. Thảm nó, mấy ông shipper cũng quay, nó vô nhà nó quay, vô nó làm lăng đồ á. Làm lăng là sao anh? Làm mấy đầu lăng, lăng gồng, lăng này, lăng kia nữa, mấy lăng múa á. À, làm đầu lăng. Bởi vì nó lăng lăng, mình không có hiểu đầu lăng ha anh. Dạ. Rồi là anh nó chứng kiến gặp cái hôn mày khổng lồ luôn. Dạ, nó gặp đó, rồi nó về nó kể. Chứ em thấy là gắn hô mây cái vùng núi mình là thường những ông bà cả xưa kể lại câu chuyện gắn hô mây rất là nhiều nha anh. Đúng không? À. Như mình là người An Giang chứ mình nghe là kể những câu chuyện nó nhiều lắm á. À, em làm kể. Hồi xưa bây giờ nó nói hồi xưa. Vậy bây giờ luôn hả chú? Ừ, bây giờ luôn. Nó đi mà nó cấy luôn, nó đây nè, nó đi trên cây rồi nó bò, nó cây này sạc luôn. Ghê, nó bò nó cấy đi bình thường. Đi mỏng cây á, đi đoạn cây luôn. Gáy luôn hả chú? Gáy luôn, nó có mọng, cũng cắn mọng, nó gáy luôn ghê. Trời, te nữa. Bởi đó con nghe cái chú kia kể mà hả, gắn gì nhỏ xíu đó chú, mà có cái sừng lên giống như mà trong phim Thái mình có coi á. Có phim... À lại là chú chưa từng gặp chưa? Không, cái đó là không gặp, không biết. Là mình có nghe kể không chú? Không, nghe mà có bà già mình không biết. Lấy sang con nghe cho lấy biết ha. Còn cái nào mình biết thực tế là mình nói được. Dạ. Là chứng kiến tận mắt nhìn thấy con rắn bự khổng lồ. Rồi. Là có một lần đó là duy nhất thôi chứ. Không biết nhiều lần đó, đừng có nói. Là biết bao nhiêu lần luôn. Ừ. Là lúc đó mình gặp ông đó là bự nhất hay là có còn ông nào bự hơn nữa không? Bự còn nữa, sợ còn nữa. Tôi nói ông đó lớn đó là không biết con nào nó lớn hơn nữa là tôi cũng. Bự hơn con bò. Dạ.
mình phi mà giám đốc rồi. Trời ơi. Giám đốc rồi, anh đi coi trong hàng mà ông giúp cho bà con mình hiểu, thấy cái hàng bà lớn đây nó cỡ nào mà nó bích được bà lớn này, anh nếu bà nhỏ anh bích được cái hàng đó không? Con hiểu rồi, cái ý của chú nói là nó bích nguyên cái suối đó, là con nghĩ là nó rất là to, có phải là bự đúng. Bự hơn con bò mà bò lớn của mình luôn. Đúng không? Đúng rồi. Còn thùng phi là mới có vừa thôi. Còn con bò là con bò thật phản lớn đó, là nó rất là bự nữa. Ông nghe nè, ông nghe mà vụ mà núi mấy năm trước tôi đi vừa đội mà nghe dân tộc mà tôi vô đó, cái hàng mà hàng Sam, mà nghe nói Sam đó, ăn như Sam đó. Ăn Sam là ăn gì chú? Đúng, núi bà đội mẹ là nó con bò, mà con bò thả bò, mẹ nguyên con bò vô nè, nó nuốt bò luôn á, mất bò quậy, đúng, bà đội lắng cháy nè. Con nói cái vụ không, ý con hỏi là cái con Sam á là con gì chú? Bà cái hang đó gọi là hang Sam, hang Sam á, tao gọi mà cái hang Sam mà bò, mấy người dân tộc thả mà bò là nó quất nguyên cặp bò không. Còn mấy tôi được bộ đội mua vô, đi vô cái hang đó mà mấy người dân tộc lại, ô đừng cứ vô. Bị mấy người lính tôi đó là người dân tộc, nó anh chú Minh ơi, bị xứ mấy người lính tôi là nó bộ đội như vụ á, lại đánh cháy nè, nó biết cái hang đó là bò vô là mất bò. Ăn bò đó, con bò bự bự này nuốt bò quấy con đó. Là mấy con gít hay con gì chú? Con hàng Sam không biết. Con Sam nhưng mà không biết con gì hả? Không biết gì mà má nó con gít, gít bự bằng cái thùng phi vậy đó. Ủa chứ con bò, nghe hồi đó con nghe ông như hàng Sam, ta đặt hàng Sam đừng vô đó. Ông cụ kể đó là cũng ở núi bà đội mình đó, là có một cái con gít hay gì đó. Nè, mà ở bà đội ở đây còn thiếu nam á, bà đội không dám đi kiếm thiếu nam đâu. Thứ dữ đó, mấy con đó phải thứ dữ mà. Bà đội không ai đi kiếm thiếu nam mấy. Mấy núi cô tô này còn đi kiếm nam á, gọi mấy ra thứ dữ đó người ta không dám kiếm nam. Còn thứ dữ. Thứ dữ lắm, mấy con đó là hung dữ, không dám kiếm, lỡ vô cái vùng mấy người thứ nam mà núi bà đội người ta không dám đi kiếm. Hàng thứ dữ. Là không dám lên luôn á chú. Trời ơi, em là kiếm thứ nam á, dùng xứ đó rồi mấy ông anh tôi đó đi kiếm nam không dám lại bà đội, người ta nói bà đội thứ dữ mà. Mấy con thứ dữ. Chứ con nghe kể là ông kích khổng lồ đó là ra ăn con bò, mà nghe nói là kể là gớt là cái chân đó là có không chú? Có, thực tế mấy người dân tộc tao nói. Mà mình cũng biết cái hang đó, mình không dám là có súng đó, tôi đi mang súng đó, tôi không dám là gần. Vậy hả? Đi ra ca mà kia mày, mấy lính dân tộc có súng chứ nó mà rồi là bà con ở đó không dám nó vô luôn. Nó bò, nó ăn rồi mấy hàng lính nó nói nè, ông Châu gì nè, Châu Doanh gì, nó nói, ui tụi mình ơi, bò của ta đấy, thả vô nó ăn hoài ha. Ông đừng có lại ăn, nó ăn độc lắm. Tôi không biết luôn. Hồi đó tôi đi bộ đội, tôi đóng quân mày đó đó. Yeah. Hồi đó tôi đi đội tiểu đoàn cái động tỉnh An Giang nè. Đóng vòng vòng mấy núi nè, đi chỗ nào mà mấy lính dân tộc nó nói hang nào hang của con thứ độc nó cho biết nè, không dám lại gần. Ở trong là cái khu đó tới giờ là có người đâu ở nữa hả chú? Không ở đâu, hang cái ghê đó mày, mà lấn cháy gì nó bắn đá rồi nó khai thác bà đội rồi mới giờ không biết nó đi là chưa. Là cái khu của mình lấn cháy hả chú? Lấn cháy mày, núi bà đội mẹ đó. Núi bà đội ôm đó, ông Cao Chi Lăng đó, núi bà đội ôm là núi thứ dữ, hang không ai dám đi núi tên đó. Cái người dân tộc đó bò, ta đi thả bò ta biết, mất bò à. Nó ăn, mấy con đó, mấy ăn, nó ăn. Mấy con đó nghe nó gít bụng lắm. Ôi. Nhưng mà quất con bò ha là bự dữ lắm luôn. Bò cái bù kẹp của con bò mà mặn vô cái cặp nhất của mình chứ. Bò nuốt bò to bò. Nếu mà ăn con bò là con nghĩ là cái kích thước của nó hả là gấp có thể là mấy lần con bò mới có ăn cái ăn bò đâu. Chắc độ chắc hơn cái sừng trâu. Mà cái bằng nào nó ngép vô cái là nó móc một cái là nổ. Con vít nhỏ mà nó cắn mình chút xíu mà nhứt, bằng lớn con ta nó tay cái mà còn nhứt nó chết rồi. Con bò là mấy con vít mà bằng cái thùng bi là không phải cái gì. Con bò nó hơi ấm rồi. Bởi vậy cái đó là to dữ lắm luôn. Kẹt luôn cái là thuộc về là khổng lồ quá chú. Với cái vụ mà chú kể gắn mà là bò ngang đường lộ mà xe tắt đèn chạy không đi qua đó, được đó. Bà lộn cái đó thì núi cấm đó. Thì núi đó tắt đèn bò ngang đường, tắt đèn thui đó, ta nhìn ban đêm ta định ta ngừng ra đó. Rồi hồi ngồi chút xíu là thấy đường liền, thấy cái đường chạy xe liền. Tắt luôn bò ngang bò ngang. Tại vì cái câu chuyện đó con cũng nghe người lớn tuổi kể nhiều lắm nghe chú. Giờ mà chào Nguyễn đó, ta kể tới giờ. Dạ nó mới nãy chú nói là cái chú tài xế hồi xưa đó là ở địa phương mình luôn ha. Địa phương ở mấy Chi Tôn nè, mà ổng chết rồi. Lâu rồi xe đò Chi Tôn cho đốc nè. Chạy Chi Tôn mình ra cho đốc mình á. Ban đêm mình đưa xe đò cho Chi Tôn cho đốc nè, xưa chạy đêm mà. Mà ổng chết rồi, ổng thành đó. Dạ. Để nó đó mày ơi, kháng tao chạy xe mày ơi, tao thấy đường mà nó cắm nó bò ngang nó bò đôm. Ngang thui mà, thôi bữa nay về cổng đắp mô rồi. Đắp mô cho xe hồi xưa, dù mà đắp mô đường nó không cho chạy xe. Dạ. Về cổng nó phá hoài, nướng mị chơi, quýnh giặt nó đó. Đắp mô mà, bây giờ tèo thấy đường ngộ tháng 4, là ông đặt bộ.
mấy tiếng hồ. Bự dữ lắm hả chú? Bự lắm, bò ngang cái đường lộ. Rồi, bò mà mấy tiếng hồ là hả? Còn đó không thấy hồ. Nghe cái con rắn đó là như có cái cây mà cây có cỏ là mọc trên lưng luôn á. Rồi, chắc vậy luôn á. Ừ, cái đó con nghe kể cũng có cái này kể đó. Lâu năm nó nằm nó đóng gông lưng. Nghe, tôi cũng nghe ở trên núi cũng vậy đó. Đóng gông, nhưng mà người ta đi núi á, nó cây rong nó mọc trên lưng á. Mình tưởng là cái cây cây đó. Tôi nói cái ông mà cái cây thì mình lấy cái bùa mình gõ rồi đứt nó đau nó tơi cái lưng nó thích nó đau nó chạy rượt đi luôn á. Trời ơi, tưởng giống cây mục vậy hả chú? Ờ. Trời ơi, rắn mà hả, cỏ mọc trên gông đi luôn. Cây cỏ nó mọc lên luôn á. Đứng lưng từng hỏi chú Bảy, chú Bảy, chú Năm cái gì, chú Năm. Không biết cái củi mục. Ông đâu dám tên nó củi mục đó. Cái câu chuyện chú kể bữa mà ông nó nói núi đó, ông lên núi đó. Chỗ chùa hang đi lên chảnh đứng lên coi như núi đó à. Nãy để nè lên cái kia nó đứng mà nó gồng gồng quả ổng nó chú Năm, chú Năm cái gì chú Năm ổng nó củi mục nắm tay chạy đâu dám nói tên nó củi mục nó cầu củi mục ổng nó đen mục đen mung nằm đứng lưng 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 nó gồng không dám nói đúng tên lên nó đúng tên thì rõ chỗ đó đó rồi giấu tên ổng dám nói củi mục thì giấu tên bà già hồi xưa mình là khôn lắm ông ơi, nếu mà gặp cái gì ông nói cái đó đâu là ông nói cái gì khác cái đó nữa ông ơi, ông đánh tránh như mình nói né cái vụ mà ông gắn mà không nói nó ông dài đó chứ ông nói như vậy là ông gặp bắt nhầm con đó đó dù biết nó con trăng không sao mà ông nói trúng tên nó lập liền nó con trăng rồi đúng đánh tên là bắt là nó con trăng tên là nó quậy trăng là nó hiền nó con trăng cũng nói tên ảnh tôi cũng có đập găng hổ máy găng dữ đó tôi đập nó mà kêu đúng tên nó tôi bắt sáng rồi tôi buốt hết trơn rồi mà kêu đúng tên nó là nó quậy còn hơn cái gì đó đúng tên là nó quậy lắm không có phải hiền đâu con trăng là nín thinh rồi đó mình kêu đúng tên ổng thì công gắn đó thì sẽ quậy đúng rồi mà kêu khác thì ta không quậy mình không quậy ngộ ta vậy đó tên mà ông đi bắt thì mày không biết nó con trăng không sao vậy là con nghe kể chú bà là những cái ông gắn hổ nưa á là khi kêu tên ông nưa là ông sẽ giống như cắn mình còn bà kêu tên trăng kêu trăng thì là ông rất là hèn nhưng mà sao con thấy mấy người mà chú mấy cái anh chơi động vật nuôi gắn nưa đó là nó cắn không sao hết mà số người thì nó cắn chết cái đó con không biết sao còn phải mấy ông nó nuôi ông nói sao chết bụng mẹ cắn thử chết bà không phải người ta bị bắt mày bà không biết ngủ cắn chết luôn rồi như cái chuyện mà chú kể nãy cái anh mà ở địa phương mình ở xóm mình bắt cắn mà bị cắn chết đó tại đây nè tại đây nè xóm tại đây nè bắt đi ban đêm soi đó quốc dạ cái vụ mà cháu của chú mà đi xì cá mà bị chích dính mất điện luôn bỏ chạy mất điện cái bình đó nó hút cái nạn hang này nè nó suối đó nè coi cá đó đi xì cá đêm vô nó xuống cưng suối này luôn hả lỗi rồi ban đêm đi bệnh nó tắt qua đường mà nó chửi ông chạy xe nãy vợ tôi từng la đó im được đó đi ngang mà nó đi ngang cũng lỏng bây giờ xuống quá chạy đường mẻ nó tắt qua đây nè à là nãy đường mình đi tắt qua đây nè xe ông đa mình đi vô nãy chạy lên đường khu mình băng qua cái khúc rừng này chú khu nãy đó qua không được á có người ta mới chỉ rồi người ta chùa ta đây chị vô dạ thì bà con ở mình ở đây cho biết nhiều câu chuyện về gắn hô mây lắm nha. Trời ơi đây dài đó chùa nó ăn dài dài chỗ nhỏ em vợ dữ dữ đây dài vô vùng núi này có đủ thứ. Là ai cũng gặp hết trơn hay chú? Ai cũng gặp dưới cũng gặp nữa đứng ở đây. Là ở đây ai cũng biết hết trơn à. Dạ. Là thì là có khi mà chú khi nhắc đến gắn hô mây là ở đây mình bắt đầu mình sẽ nói là ai nói không tin với cái xứ của mình là tin hết trơn hay chú? Tại bà con của mình gặp bà con của mình ở đây là tin hết trơn còn ở ngoài là nói không chắn là anh em là suy nghĩ sao Sài Gòn ta đâu không tin ở đây mà ông nói dùng đó là mấy người nhảy núi rồi thì bà con mình đã chứng kiến thấy được gắn bự như khổng lồ như vậy nè mấy loãng đá không đó nó kê kê vậy đang nhóc kìa đá đây đang chờ dùng chưa dạ con thấy mấy đó là loãng không hả chú bà ừ đủ vô loãng không cái đó loãng nó giữ mấy ông giữ không nghe ổng không sao ngộ hay ta bên đây ở loãng đây thì đen còn núi tô mình thì trắng ngộ hay ta một bãi trắng với bãi đen có lạ chỗ đó hay là chú không nghe mà núi tô là đá trắng tươi luôn nha cũng dẫn bãi đá dài giống vậy bãi đá mà do bơm đạn nổ hồi xưa vậy đó mà ở đây mình thì đen lùi không cái mùa nào nào đây mùa mưa nó còn thấy gì ha ông thấy mùa mùa nắng qua tết kìa thấy đá không à không có thấy cây
ở trên là có nhà của bà con mình ở không chú? Ông ở đâu? Nhưng mà ai giờ bắt hơi nuốt nuốt rồi. Chú còn thấy mấy núi khác là có cái chạy gãy gì ruộng chạy gãy rồi là có chứ. Đây là người ta sợ mấy cái răng đó rồi. Ơi, nhưng mà đặc biệt ở khu vực của mình là không có ai có những cái chạy trên núi hết hả chú? Không có đâu, ở đây là người ta sợ mấy con đo ở đó là ăn gà ăn vịt hay là pha tới người mình cũng không biết nữa. Người ta bỏ ra không có mình tới đường lộ nó xuống ăn gà mình ta chặt đứt cái đầu á. Rồi có khi nào mấy ông gắn đó mà về đây có bắt gà bắt vịt mình đây không chú? Ở đây có cũng có quay mà nó hơi nhỏ nhỏ con nó không hả? Con lớn đây nè. Gì mà nhỏ đó hả? Đó là 8-9 kg á. Còn bự nữa, có còn bự nữa, cái đó là con của anh ta thôi. Trời ơi, bị mong bắp đùi mong nó nhỏ nhỏ không à. Trời ơi. Đi quay cho lại suối tìm cái suối Kim Cương. Chú ơi, thấy gắn không chú? À, chú đi gãy gì nè, có thấy gắn không? Làm nguyên công trình nữa nè. Công trình hả? Đó làm công trình nữa. À, tưởng con chú là chú Quỳ Lê nghe không hả? Nghe nè. Chú đó. Giống như hồi nhỏ lớn rồi mình thấy được gắn vậy rồi biết mình không sợ hay chứ. Rồi quen mình quen. Giống giống gì bé bé vậy là mình gặp biết từ từ biết cho bà quen về rồi. Quen là hết sợ rồi. Lần đây tôi cũng dám bắt bình thường thôi. Chăng á. Lần đây là 9 kg. Chú nếu con chăng mà bự vậy rồi chú bắt nó bằng cách nào chú? Cái này là mình từ lúc trước là mình bắt cái đuôi nó. Cái đuôi rồi mình lợi mình tới cái cổ mình đẻ vô rồi mình keo hai tay mình vậy nè. Cho nó đứt dây gần nó là nó không mạnh. Nó không quăng được. Là đó là mình 80 kg thôi á, còn có 20 kg, 30 kg cũng có nữa. 20 30 rồi sao bắt được dính chú? Thì cũng được. Bắt đó là mình bằng tiếp con cho tiếp, con cho nó cắn. Cắn nó hơi đó là con cho cắn tiếp. Được, 30 kg. Rồi nó dí con chó mình luôn rồi sao? Nó cho nó khôn lắm, nó cắn một cái nó rút ra, cắn cái rút ra thì nào nó yếu yếu thì mình tiếp nó. Rồi thí dụ như chú gặp những con rắn mà nó hung quá đi. Thì cái đó chú ruột của tôi bắt được. Lắm rồi đó, nó xuống cái bắt hầm kia á. Bự lắm. Rồi có dùng vũ khí gì không? Không có gì đâu. Bắt tay luôn hả? Bắt tay cho nó cũng cho nó tiếp căng á. Lại chụp cái áo bụi tắp tắp. Căng qua căng lại là nó cho nó khôn. Nó căng nào thấy nó yếu thì nó vô tiếp nó. Trời ơi, dữ vậy. Dữ lắm. Tại vì ở đây á, mà gắn không là thấy muốn ớn không dám vô đây mình luôn á. Chú vô đây chú sợ không chú? Bình thường vậy hả? Mấy ông này xứ này mấy ông bình thường quen. Dùng núi nè, đây cũng mấy người tài xế chạy xe dùng núi luôn. Dùng sức con tôm. Chú không nói tôm về nhà ông ngủ rồi, con ngủ đây đâu. Có ban đêm á, chạy xe ban đêm gặp ngoài mà ta đi gặp tất nhiên là đụng ta né. Ta chạy rồi có mấy ông này nó bắt hơi. Mấy chú này ở đây là thợ săn hay gì? Mình quen ở đây là quen hả? Quen rồi, hết sợ chứ bình thường. Sao con thấy mấy con mặt chó ở đây mà nó bị chạy chụa là bị gì lum từ lửa giống quýnh với mấy con kia vậy chú? Không biết cái đó là gì nữa. Con chó mà nè, mặt mày sao nó xẹo dứt tùm lum từ lửa chứ á. Kìa cái đó chú kêu con chó này, con chó mặt này nè, chó này nè. Gắn á. Cái gì? Không biết làm sao. Nè nó. Cái kìa, chú kêu nó nhìn qua đây cái chú. Ông mèo. Nó giờ nó đi quýnh lộn mà gì mặt mày kìa. Lát cái cho nè. Ồ, bắt đầy này tới giờ mấy chú làm gì nữa. Bây giờ 1 giờ là giờ người làm công trình rồi. Ủi, chạy xe các thứ. Để tôi công rồi có xe tội thì là mình nghe được hai câu chuyện, một chuyện có thật luôn, một người bị đi bắt xịt cá bị gắn cắn chết. Đây nè, cô tô nè. Với một anh á hả là chặt con rắn mà bởm đó chú. Châu, quán châu. Châu quán phải không? Dạ. Ông muốn chạy như vậy nhà tôi ghé nhà cho chạy cho nghe. Nghe nó ghé nhà nó. Vậy chú. Đi. Chắc chút xíu nữa thì sẽ nhờ cái anh chủ quán đó là người đã thực tế luôn, thực tế cầm cái cây rút con rắn bự to luôn. Chặt luôn rồi. Dạ thì rất video của Kỳ tạm dừng của chú anh chị ơi.